Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay tục đi câu cá hộ le nha các bạn. Hôm nay sau trận mưa lục bình quá trời luôn các bạn ơi. Lục bình quá trời luôn các bạn ơi. Mình mới ra dọn bãi câu vừa xong luôn nè. Quá trời luôn nè. Hôm nay câu 4 cần các bạn nha. Bình quá trời luôn. Chỗ này hôm bữa mình câu trôi 5,4 kg các bạn à. Không biết hôm nay sao các bạn ơi, vẫn bài mồi mới các bạn ơi. Hôm nay có hai ông bạn nữa các bạn ơi. Nè, hôm nay hai bạn đi theo vui. Rồi ok. Ai, mồi đây, vẫn mồi vẫn như cũ nha các bạn. Mình mới trộn tướng tung vô thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quăng cần nha. Ăn bao ngon luôn bạn ơi, trứng đủ thứ bạn ơi. Đầy đủ hết mà. Rồi, quăng cần nha các bạn. Dính tới lỗ tai luôn á. Quăng lên. Cần ghi đó, đó cái máy vô dùm đi. Ghi đắp máy nha. Đắp máy rồi vô cút luôn. Lội ra. Cần lên. Lội ra tí nữa. Hai ba đưa lên bờ. Vậy vậy kiếm biết con cần. Tao quăng vậy nè, quăng. Bèo nhiều quá các bạn ơi. Cho lên hết. Ăn đi. Chịu bạn giặt không có gì trời. Xong luôn.
thấy mẹ đây. Ra đi cần con tự chế thôi. Nguyên mồi luôn. Xong rồi các bạn ơi, gãy luôn cái cần rồi. Buồn quá các bạn ơi, đi luôn rồi các bạn ơi. Không sao các bạn ơi, còn cần nữa các bạn ơi. Bạn nó đang ra. Ok nha các bạn, tí ra hàng mình quay tiếp các bạn xem.